Rồi cảm ơn Khải mời trà đi em. Trái trà. Dạ. Yeah. Em xem màn hình đi em. Cảm ơn em. dạ em chào thầy và các bạn thì dạ, chào các anh chị thì em sẽ nói về cái phần là emcom BC 2 thì đây cũng là một cái tool để mình phân tích cái uh, differential abundance uh, uh, trong cái macrobiom um, thì đầu tiên em xin được nói một chút xíu um, nhắc lại một chút về cái dataset mà mình sẽ bỏ vào cái uh, differential abundance thì đầu tiên mình sẽ um, có một cái được gọi là raw sequence raw sequence với cái metadata tức là uh, khi mà mình thu thập uh, mẫu từ những cái người tức là thu thập ở dường như là mẫu Uh, trong ruột đi, mẫu uh, mẫu phân hay mẫu ruột từ những cái người khác nhau, người khỏe mạnh với người không khỏe mạnh thì mình thu thập hết tất cả uh, những cái metadata uh, của họ tức là những cái đặc điểm của họ và sau đó mình uh, thu thập cái mẫu uh, mẫu phân hay là mẫu ruột, uh, mẫu trong ruột thì mình sẽ đi uh, sequencing thì mình sẽ có cái raw data. Uh, raw data và uh, có thêm một cái gọi là kèm theo đó là cái metadata, metadata tức là đặc điểm của từng cái uh, sample sau khi cái có cái raw sequence này rồi thì mình sẽ đi uh, đi muốn là mình sẽ chia ra là từng uh, từng mẫu thì nó sẽ có một cái file uh, của những cái raw riêng biệt của nó uh, sau khi uh, đi muốn thì mình sẽ đi bước đi uh, sẽ được cái uh, tức là có bao nhiêu sample thì mình sẽ có bao nhiêu cái file và mỗi cái file đó sẽ chứa những cái read của thuộc cái symbol đó thôi à, và sau khi uh, cái bước này thì mình sẽ tiếp tục tới cái bước là denoise hoặc là cluster thì mình sẽ được cái uh, otu hoặc là cái asv à, và cái kết quả là mình sẽ có một cái uh, feature table à, thì cái feature table này sau đó mình sẽ có thêm một cái uh, từ cái feature table này mình có thể đổi ra thành cái count table và uh, từ cái cao thế bồ này mình sẽ uh, đưa vào tức là trong cái cao thế này nó sẽ nói là uh, ví dụ như trong xem bồ một thì cái uh, cái con cái tắc sông số 1 là có bao nhiêu cao uh, cái tắc sông số 2 có bao nhiêu cao uh, và uh, tất cả cái xem bồ như vậy um, uh, và um, cái đó là cái cao table thì uh, sau khi mà mình có được cái cao table thì mình sẽ bỏ cái cao table đó vào trong cái uh, cái tool để mà mình phân tích cái differential abundance thì mình sẽ tìm ra là uh, trong uh, giữa những cái nhóm người có đặc điểm khác nhau thì họ có cái sự khác biệt uh, hay là không uh, về uh, những cái con tắc xa nào. Yeah. Uh, dạ thì uh, đây là cái cao table uh, của mình thì cái cao table này uh, lúc nãy thì Khải cũng có giới thiệu rồi thì em cũng giới thiệu qua một lần nữa để cho mọi người nhớ dễ uh, dễ hiểu cái phần phía sau thì cái phần cao table này uh, đây là một cái xem bồ uh, thì cái cột này là xem số 1 thì uh, trong cái xem số số một thì nó sẽ có cái con uh, cái cái, cái tắc xa số 1 hay là cái con số 1 thì nó có một cao uh, cái tắc xa số 2 thì nó có là 102 trăm lẻ hai cao và mình có ở đây là có uh, 150 mẫu uh, Trong đó thì uh, nó sẽ có uh, 50 mẫu là của uh, Health Status 1, Health Status 2 và Health Status 3 uh, Thì nói chung là sẽ có là 150 mẫu uh, Và ở cái T này là cái tắc xa uh, Mình sẽ có tới 91 cái tắc xa Thì uh, uh, hmm. Cái này Um, đây là cái metadata của cái uh, count table của mình. Thì cái metadata thì nó sẽ nói về cái symbol cái đặc điểm của symbol ví dụ như ở đây có symbol 1 thì cái đặc điểm nó sẽ có ba cái đặc điểm. Thứ nhất là nó có cái uh, BMI là bao nhiêu uh, BMI là uh, ví dụ như người đó là cao hay thấp gì đó nhưng mà cái cái số này đã được standardized rồi cho nên là sẽ có cái số âm. Um, hoặc là cái người đó có mức cholesterol là bao nhiêu, cái mức cholesterol này cũng đã được standardized rồi, tức là được normalized rồi, cho nên là nó có mức số âm, nhưng mà tế thì cái mức cholesterol thì nó sẽ không âm nha. Uh, và cái người số 1 này á, thì cái health status của người ta là số 1, có nghĩa là uh, health status này nó có ba cái, uh, ví dụ uh, uh, health status 1, 2 và 3, thì cái người số 1 này có thể là, họ, tức là họ đang có cái health status 1, ở đây thì một cái dạng trình bày khác của cái uh, metadata này thì uh, ở đây thì cái người số 1 này cũng có cái uh, mình đã bỏ cái cột này ha uh, mình chỉ lấy từ hai cái cột phía sau thôi tại vì mình chút nữa mình sẽ phân tích hai cái cột phía sau thôi thì uh, uh, cái người số 1 này á, uh, họ cũng có cái mức cholesterol À là như vậy. Và cái health status này á thì người ta chia ra thành ba cái cột thay vì cái health status trên đây á thì người ta để là cái sample 1 thì 1, à uh, sample uh, ví dụ như sample thứ 100 ấy uh, thì có health status là 2 thì người ta để số 2. Ờ uh, sample uh, 150 có cái health status là số 3 thì người ta để là số 3. Thì uh, người ta sẽ chuyển cái cột health uh, status này thành cái dạng được gọi là dạng nhị phân. Có nghĩa là ở đây là cái người số 1 này thì người ta có cái mức cholesterol là bao nhiêu đây và cái heo uh, status của người ta là heo uh, status số 1. vậy thì cái chỗ số 1 này, uh, cái chỗ mà heo status số 1 này á, là số 1, còn những cái heo status, uh, status uh, khác thì sẽ là không Thì đây là cái bảng mà cái uh, uh, cái uh, cái ăn cơm BC nó sẽ dựa trên cái bảng này để nó build cái model cho mình và nó sẽ trả về cho mình cái kết quả là lóc phone chain Rồi thì uh, cái trong cái uh, differential ở bánh xã thì cái mục tiêu của mình là gì đó là mình sẽ tìm ra ví dụ như là ở đây tôi có những cái bộ như vậy và những cái symbol này sẽ đến từ những cái người uh, có cái health status khác nhau là một hai và ba và tôi muốn biết là uh, trong cái tắc sông uh, trong uh, đối với cái tắc sông số 1 hoặc là cái tắc xong số 2 hoặc là cái tắc song số 3 thì uh, có sự khác biệt giữa những cái nhóm hay không? Tức là uh, giữa nhóm 1 và nhóm 2 và nhóm 3 thì cái tắc xong số 1 này nó có sự khác biệt hay không? Thì uh, uh, mình nhìn qua đây ha, ở đây là có cái ở uh, đây là cái heo stacks uh, 1 2 và 3. Thì ở đây uh, cái trục uh, cái trục uh, y này á là nó đại diện cho cái cao table. Cái cao Uh, nó đại diện cho cái cao tức là ví dụ như uh, nó đại diện cho cái abundance chứ không phải là cái cao. Um, nó đại diện cho cái abundance có nghĩa là cái uh, cái nếu mà cái này nó lớn á thì cái abundance của nó nhiều hơn. Uh, thì đương nhiên là chỗ này nó sẽ không phải là cao mà nó là log value tại vì mình sẽ không tính trực tiếp trên cái cao data này mình uh, sẽ chuyển cái data này dạng cái, về cái dạng là log value để mình so sánh trên những cái log value thì cái đó là một cái kỹ thuật trong cái phân tích cái compositional data thì um, Ừ. Nói chung là trong cái bài này thì mình sẽ không nói gì cái đó Nhưng mà tóm lại là Khi mà so sánh giữa những cái sample khác nhau như vậy Thì mình không thể so sánh trực tiếp Giữa những cái sample khác nhau như vậy được Tại vì những cái sample này nó sẽ có cái sequencing depth khác nhau vậy Nên nếu mình so sánh trực tiếp đó, Thì nó sẽ dẫn đến bias để Đó thì uh, mình sẽ đổi nó sang Một cái dạng là lock value Để mình so sánh Thì uh, mục tiêu của mình đó là mình muốn biết được đó là uh, Ví dụ như đối với cái tắc xa số 2 như vậy đó, Thì uh, à uh, một có ba giữa có ba nhóm, nhóm số 1, nhóm số 2 và nhóm số 3 thì cái abundance của nó có khác nhau hay không? Ví dụ như nhìn vô cái hình này thì mình thấy là cái nhóm số 1 á thì có cái abundance là đâu đó là trên 0 một chút. Uh, uh, về cái uh, cái người số cái cái nhóm số 2 á thì có cái abundance đâu đó là ờ uh, gần -2 thì mình thấy rõ ràng là có sự khác biệt nhưng mà uh, phải có cái uh, test nữa. Nhưng mà tóm lại là mình muốn biết được đó là Uh, ví dụ như đối với cái tắc sông thứ hai này thì giữa uh, những cái nhóm heo uh, status khác nhau như vậy thì nó có sự khác biệt hay không thì mình sẽ tính uh, dự trên cái lock change thì uh, cái công cụ để mình thực hiện Nó là cái anh cơm bc thì cái anh cơm bc này á đây là cái workflow mà cái anh cơm bc nó sẽ đi qua thì uh, uh, ở đây thì mình sẽ cũng sẽ không đi hết những cái này tại vì nó sẽ có rất là nhiều cái nhưng mà đầu tiên đầu tiên vô thì mình sẽ có một cái input đó là cái otu Table uh, hay gọi là cái cloud data của mình và cái metadata uh, sau cái uh, sau khi mình có mình để mình input vô rồi uh, thì nó sẽ có những cái bước uh, sẽ có những cái nhiều bước nhưng mà một số bước quan trọng thứ nhất là nó sẽ lock transform uh, tức là nó sẽ chuyển cái cloud data về cái dạng lock transform thì cái lock transform này uh, sẽ được uh, nó là cái kỹ thuật phân tích của cái uh, combination nội data uh, 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 để mà nó uh, được gọi là giống như lúc nãy mình đã nói thì nó uh, bù đắp lại cho cái việc là những cái sample khác nhau nó có cái uh, nó có cái sequencing uh, deep khác nhau uh, do đó là mình không so sánh cái cao uh, data mà mình sẽ so sánh cái log transform data này thì mà khi mà sử dụng cái log transform này uh, thì mình sẽ lấy log của những cái cao data có một cái bước là mình sẽ lấy lóc của cao data do đó thì lấy lóc nếu mà một cái tắc xa mà nó có cái uh, cái cao là bằng không thì mình sẽ không lấy lóc được do đó là người ta sẽ giới thiệu thêm một cái tức là người ta sẽ uh, cộng thêm một cái số số dương một số nhỏ uh, dương uh, vào trong cái cao data uh, để cho khi mà mình lấy lốc uh, thì nó sẽ không có uh, không có bị lỗi thế mà bởi vì nếu mà để lóc không thì nó sẽ bị lỗi Lóc không là không có định nghĩa thì nó sẽ bị lỗi um, Uh, như vậy thì khi mà ép cái pseudo uh, cao data này vô á thì nó sẽ có dẫn đến một cái uh, có, có một cái là có thể là nó sẽ dẫn đến là cái kết quả của mình nó bị sai lệch do đó là uh, khi mà mình ép cái cao pseudo cao này vào á thì nó sẽ có uh, cái anh PC bc này nó cũng sẽ uh, có một cái bước để nó tính toán uh, để xem là khi mà mình ép cái cao data này uh, cái pseudo cao này vào á là nó có ảnh hưởng đến cái kết quả của mình hay không À, cái bước này cũng à, đơn giản nói chung là nó sẽ thử những cái à, nó sẽ cộng nó thử cộng giữa những, những cái số khác nhau thôi ví dụ như cái bước cái lần đầu tiên nó nó cộng thử xe được xe xe cao là 0.1 à, và nó tính ra kết quả xong rồi sau đó là lần thứ hai thì nó tính là 0.2 à, lần thứ ba là không, tính 0.3 nó tính nhiều cái xe xe cao như vậy à, nó coi là cái kết quả nó có sự khác biệt hay không thôi nếu mà không có sự khác biệt thì có nghĩa là cái xe độ cao này không có không có ảnh hưởng gì à, rồi à, sau khi mà lock transform xong rồi á thì nó sẽ đưa vào một cái model uh, linear uh, linear relationship, uh, linear regression để mà nó tính cái uh, lock phone change thì um, cái linear regression này á thì nó sẽ tính theo cái công thức là giống như vậy thì uh, uh, đối với từng cái beta như vậy á thì nó sẽ đại diện cho một cái cái lock của một cái uh, của một cái uh, sample um, à clock của cái một cái health status à, tức là một cái covariant. Có nghĩa là à, ở đây là ví dụ như cái covariant của mình là health status là có 1 2 3 thì, thì mình sẽ có là beta 1, beta 2 và beta 3. Thì à, à, sau đó nó sẽ đổ cái data của mình vào và nó sẽ ước lượng cái beta 1, beta 2, beta 3 này. À, sau khi có beta 1, beta 2, beta 3 thì nó là cái lốc của từng cái health status và nó sẽ à, so sánh cái beta 1, beta 2 và beta 3 với nhau thì nó sẽ trả cho mình về cái lốc phone change rồi uh, sau khi tính được cái beta này rồi thì nó sẽ tính luôn cho mình là cái standard error của cái beta này là bao nhiêu cái p value của cái uh, uh, cái beta này là bao nhiêu um, nó cũng tương tự giống như là một cái uh, linear regression thôi um, rồi thì uh, tiếp theo thì uh, mình sẽ trình bày ở trên cái uh, phần data mà mình đã mình đã làm đây là phần thực hành à, sau khi giới thiệu qua cái phần lý thuyết về cái anh PC rồi đó, thì sẽ đi vào cái phần thực hành thì ở đây cái phần thực hành mình sẽ uh, coi lại cái mình cái cái data set là lúc là giống như cái lúc nãy uh, mà mình uh, lúc nãy em đã giới thiệu và nó cũng là cái data set mà của Khải uh, đã sử dụng thì ở đây mình sẽ đi qua những cái bước thứ nhất là mình sẽ set up cái cái uh, Set up cái, uh, cái môi trường làm việc cho mình để Mình load những cái library Của mình cần thiết rồi cài đặt gì đó uh, Thứ hai là đi về cái phần data set Mình sẽ xem cái phần data set có cái gì uh, Phần thứ ba thì mình sẽ Phân tích thử là trong Hai nhóm là health status đó, là một Và hai thì có những cái tác xa nào Là nó có sự khác biệt uh, Về cái abundance um, Và phần uh, sau đó thì mình uh, Phần tiếp theo thì mình sẽ uh, Thay vì ở trên đây mình làm uh, Hai cái health status thôi phần 3.1 thì mình chỉ uh, phân biệt cái health status 1 với là health status 2 thôi. Thì mình sẽ uh, qua cái phần 3.2 thì mình sẽ đi luôn ba cái uh, health status 1, 2 và 3 luôn. Rồi mình sẽ có so sánh cặp là 1 và 2, 2 và 3 rồi 1 và 3. Uh, đó là uh, rồi tiếp theo thì uh, nãy giờ mình so sánh là so sánh ở cái health status là cái được gọi là cái categorical variable đúng không? Xong rồi mình sẽ có thêm một cái cái alpha uh, này cũng cho phép mình là tính cái lock on change uh, mà uh, theo cái continuous covariate có nghĩa là ở đây là uh, nó cho mình biết là ví dụ như một cái biến uh, một cái biến là uh, cholesterol đi thì người ta người, người, nó sẽ trả cho mình cái kết quả là ví dụ như uh, khi một người có uh, thay đổi về cái cholesterol thì cái abundance uh, của những cái con vi khuẩn của họ có khác hay không và tiếp theo uh, cái phần 4 Là cái phần mà uh, sẽ kết hợp uh, Chạy chung uh, tất cả những cái uh, covariate chung với nhau tức Là health status và cholesterol uh, Chạy chung lại với nhau hết uh, Sau đó là sẽ plot cái kết quả lên Thì mình xem như thế nào uh, rồi Phần đầu tiên thì cũng là Set up cái environment Thì cũng giống như là cái uh, cuộc khải lúc nãy à, Nhưng mà cái chỗ này mình sẽ Load cái là income bc uh, Về phần dataset á thì uh, đây là cái mình sẽ lót lên cái metadata của mình và cái uh, cái uh, OTU data. Thì ở đây là cái metadata của mình. Cái metadata của mình thì lúc nãy em cũng đã có giới thiệu rồi thì nó sẽ chứa những cái thông tin liên quan tới những cái sample uh, ví dụ như là cái mức BMI hoặc là cái mức cholesterol và cái health status của người ta như thế nào. Thì ở đây thấy là cái người số uh, số 3 thì có health status là một còn cái người số 150 như thế này thì có cái health status là 3. Thì mình thấy ở đây uh, là Uh, mình cao uh, Điếm đíếm cái số người mà thuộc cái heo Texas à 1 2 và 3 thì ở đây mình thấy có uh, 3 nhóm 1 2 và 3 và mỗi nhóm như vậy thì có 50 uh, 50 mẫu 50 người. Uh, cái này là cái uh, chuyển đổi từ cái cái bảng uh, cái bảng metadata của mình thôi. À uh, cái bảng metadata của mình nhưng mà mình viết lại theo cái dạng uh, được gọi là uh, cái cái máy nó Uh, cái là cái uh, cái model á nó nhận vào và nó 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 làm việc trên cái uh, data như vậy. Uh, rồi, uh, ví dụ như ở đây là cái uh, mẫu số 3 đi ha, mẫu số 3 thì cái người này có cái health status là 1. Thì cái chỗ này uh, thì sẽ là 1, còn hai cái chỗ còn lại thì sẽ là 0. Còn cái người uh, số 150 thì cái health status của người ta là số 3 cho nên là cái chỗ này sẽ là số 1 của cái cái cột heo tới tờ số 3 này, này chỉ là số 1, còn hai cái cột kia sẽ là 0. Thì cái này dùng để uh, đưa vào cái làm linear regression model để uh, cái uh, PC nó ước tính cho mình cái uh, cái block con change. Uh, về đây là cái call data của mình thì lúc nãy cũng có giới thiệu rồi thì có bao gồm có 150 mẫu uh, và có tới 91 cái tắc xa Ờ uh, đó là phần cái data thì mình sẽ đi tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần là phân biệt giữa cái hai cái nhóm là status một và status 2 heo status một và heo uh, status 2 thì có sự khác biệt hay không uh, đây là cái phần uh, data ta. rồi uh, thì mình cũng có cái uh, này là cái meta data đúng không mình đang có là cái meta data và một cái nữa đó là cái uh, cow data thì uh, ở đây thì hiện tại là mình đang muốn so sánh đó là cái heo uh, status 1 và hai Do đó thì uh, uh, cái metadata của mình hiện tại á, là mình đang có uh, cả ba uh, cái heo status 1 2 và 3 luôn. Đây, nó có thể thấy là uh, cả ba cái nhóm heo status là 1 2 3 thì mỗi nhóm uh, có 50. Nhưng mà mình chỉ muốn lấy là cái số 1 và cái số 2 thôi. Do đó thì mình sẽ chiếc, mình sẽ tách cái phần dữ liệu uh, những cái mẫu nào mà có cái heo status là 1 và 2 ra riêng uh, trong cái metadata và trong tương tự như vậy trong cái cao data thì mình cũng phải tách những cái mẫu nào có cái uh, cái uh, health status là một và hai luôn. Rồi, sau khi mà tách xong rồi thì mình sẽ có hai cái, cái thứ nhất là cao data và cái thứ hai là metadata. Thì uh, mình sử dụng cái cao data và cái metadata đó để mình xây dựng một cái object gọi là TSE thì cái TSE này là bao gồm uh, cao data với metadata uh, và để để đưa vào cái Ancum PC để chạy thôi chứ cũng không có gì. Uh, thì trong cái TSE này nó sẽ chứa những cái thông tin tại vì mình đưa vào cái cao data nè và cái metadata nè. Do đó thì cái TSE này sẽ chứa những cái thông tin uh, về hai cái này. Ví dụ như ở đây nó có là cái dim của nó là có 100 mẫu nè, chín uh, có 91 cột, ờ uh, có 91 cái OTU rồi uh, cái, cái, cái 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 bảng của mình là cái cao nè, cái bảng của mình là cái cao cái tên cái Cal. Rồi cái này là cái o, uh, OTU, còn cái này là cái tên mẫu. À. và cái cái những cái variable của mình thì có bao gồm là sẽ có cô variable của mình sẽ có là cái uh, standard bmi hoặc là standard cholesterol và cái cái health status đó này um, đây thì sau khi có cái metadata uh, có cái cao data và mình tạo được cái object để mà mình đưa vào trong cái anh PC rồi thì mình sẽ có uh, mình sẽ có những cái mình sẽ sử dụng cái function là ancom pc hai uh, để mà mình uh, tính cái Uh, lock phone change thì uh, nó sẽ có những cái parameter thứ nhất là về cái Dataset mà mình đưa vào thì cái là cái TSE lúc nãy mình mới vừa tạo và cái SC name là cái cao data cái bảng cao data của mình tên gì lúc nãy mình đặt tên gì thì mình để tên vô cái chỗ đó ví dụ như ở trên đây thì cái chỗ này mình để là cao bằng cái OTU nè ta thì chỗ này là cao thì mình để cái chỗ này là cao Uh, cái fixed formula có nghĩa là cái công thức để mà cái uh, linear regression Model nó được xây dựng uh, ở đây thì mình để cái heo Status có nghĩa là uh, cái response thì uh, uh, có nghĩa là cái y kiểu giống như là cái y thì nó sẽ bằng cái uh, y bằng ax cộng b kiểu vậy đó thì uh, nói chung là nó sẽ biểu diễn cái y là cái lóc cái lock, uh, cái lốc cái lốc của cái cao kiểu vậy thì um, à uh, nó sẽ biểu diễn theo cái health status này và cái health status này nó sẽ có ba cái. Uh, có hai cái là health status 1 và health status 2. Thì uh, nó sẽ có cái công thức là kiểu dạng như là y sẽ bằng uh, uh, intercept xong rồi cộng cho beta 1 uh, nhân cho health status 1 đúng không? Rồi cộng cho ờ uh, um, health uh, cộng cho beta 2 nhân cho health status 2. Thì cái công thức của linear regression model để nó ước tính uh, cho mình là cái log change ờ uh, ở đây thì nó uh, cái đây là cái phương thức mà mình muốn uh, để mà mình uh, được gọi là uh, khi mà mình uh, tính những cái lock change thì mình sẽ tính theo cái bi value của nó nữa do đó thì uh, mình tính nhiều cái lock change nó thì uh, sẽ có nhiều cái bi value thì uh, uh, được gọi là được gọi là multiple hypothesis testing tức là mình làm nhiều cái test thì mình phải có một cái phương pháp để mà mình correct cái test của mình uh, thì ở đây mình chọn cái uh, home thì nó có nhiều cái phương pháp khác nữa à, tùy theo uh, mình lựa chọn à, cái xeocen là như lúc nãy mình có nói là cái này là ý là nó mình muốn mình có muốn uh, cái ăn PC này nó Ờ, đánh giá về cái việc là uh, khi mình ép cái độ cao vô á thì uh, nó có ảnh hưởng tới kết quả hay không thì mình để ở đây tru có nghĩa là nó sẽ đánh giá luôn cái việc là uh, nếu mà độ cao nó ảnh hưởng tới kết quả thì uh, nó sẽ loại luôn cái tắc xa đó uh, cái uh... Uh, BRV cut này thì cũng giống như cái lúc nãy Khải đã nói ha. Thì những cái tắt xa nào mà nó có cái relevance uh, nó quá thấp á, tức là nó xuất hiện trong những cái sample, một vài cái sample thôi, thì cái uh, số lượng uh, số lượng mẫu ý là cái số lượng gọi uh, là uh, là cái mẫu để mà mình tính á, nó sẽ ít, do đó thì cái sai số nó sẽ nhiều. Do đó thì người ta sẽ loại những cái những cái tác xa nào mà nó nó Uh, hiện diện trong ít cái mẫu quá thì mình chọn ở đây là cái ngưỡng là không không chấm có nghĩa là nếu mà một cái uh, Taxa xe mà nó chỉ xuất xuất hiện uh, dưới 10% phần trăm cho trong tổng số mẫu á, thì mình sẽ loại luôn cái tắt xe đó uh, cái clip cut này á, là cái uh, cái sequence nói về cái sequence uh, depth đẹp uh, ví dụ những cái sample nào mà nó có cái sequence đẹp uh, được gọi là nông quá uh, thì mình cũng sẽ bỏ luôn cái sequence đẹp đó rồi uh, ngoài ra thì có cái cái group cái group là cái heo status là uh, ví dụ như mình muốn là uh, mình muốn uh, trả mình muốn nó trả kết quả về là cái uh, về là lock on change nào thì mình muốn ở trong đây trường hợp này mình muốn nó trả kết quả về cái lock on change là của những cái heo uh, heo status đó không uh, bỏ cái này đi là một hai thì uh, mình muốn nó trả về cái kết quả lock on change của cái nhóm 2 so với cái nhóm một Uh, về health status thì mình chọn ở đây là cái health status. Và cái alpha là cái ngưỡng significant uh, cái alpha uh, cái cái significant level của mình là mình chọn. Uh, những cái khác giống như là cái kho cái nắm số lượng CPU core để mình uh, tính uh, còn những cái dưới đây thì uh, có tính có tính à, cái chỗ này có tính bayways hay không? Có nghĩa là uh, trong trường hợp là mình so sánh nhiều hơn hai nhóm thì mình so sánh nhiều hơn hai nhóm thì uh, nó sẽ có một cái dạng là so sánh uh, tổng hết, kiểu giống như là uh, uh, analysis anova, analysis of variance. Không, tức là ở đây pairwise có nghĩa là nó so sánh ờ um, uh, ví dụ như mình có nhiều mẫu hơn, uh, mình có nhiều cái trạng thái health status hơn 1 2 và 3 nữa. Thì nếu mà mình để cái chỗ này là true á thì nó sẽ so sánh là 1 với 2, rồi 2 với 3, rồi so sánh là 3 với 1. À, như vậy còn nếu mà chủ đề chỗ này là for thì chỉ so sánh là chung ba nhóm là nó có sự khác biệt hay không có cái nhóm nào có sự khác biệt hay không thôi chứ nó không so sánh theo từng cặp rồi. những cái ở dưới đây thì nó sẽ liên quan tới cái việc là cái uh, model uh, learning regression model của mình uh, nó được tối ưu hóa như thế nào uh, rồi um, thì sau khi mà chạy cái này ra thì mình sẽ có một cái kết quả uh, nó sẽ trả cho mình một cái kết quả thì cái kết quả này sẽ bao gồm những cái thứ giống như là Uh, đầu tiên thì sẽ là cái uh, feature table của mình. Thì cái này mình đưa vô cho nó thì nó trả lại cho mình đúng y chang vậy thôi chứ cũng có gì. Uh, rồi, uh, cái thứ hai nữa là cái bias uh, correction log table. Có nghĩa là uh, sau khi mà mình có cái cao table này, mình đưa vào thì đương nhiên nó sẽ không tính toán trực tiếp trên cái cao table này bởi vì cái những cái symbol này nó có cái sequence depth nó khác nhau. Đó nó sẽ đổi sẽ đổi trên cái dạng là log, uh, dạng log theo từng cái symbol này. Uh, thì cái việc là nó đã lóc như thế nào đó, thì nó sẽ liên quan tới cái được gọi là uh, uh, phân tích về thành phần uh, nhưng mà nói tóm lại là nó sẽ uh, đó là một cái phần cái bài riêng nữa nhưng mà nói tóm lại là đó là uh, mình sẽ không so sánh trực tiếp trên cái cao data mà mình phải đổi nó ra cái dạng lóc như thế này để mình uh, uh, được gọi là không có bị bias về cái việc là những cái sample nó có cái sequencing depth khác nhau uh, rồi cái cái kết quả thứ ba mà nó trả về cho mình đó là cái cái result có nghĩa là cái lock change trong này thì nó sẽ để cái lock coin change. Thì ở đây là cái kết quả của cái result. Thì ví dụ như ở đây có cái tắt xong. Tắt à, tắc xong số 1. Thì uh, mình uh, đây là những cái hàng của nó thì mình cũng có để lên trên đây nè. À, đó. Đây là những cái cột, đây là tên những cái cột. À, thì ví dụ như đã tắt xong. Thì ví dụ như cái tắt xong số 1 đi. Thì uh, nhìn vào đây thì cái lock phone change health trên status 2 có nghĩa là cái lock con change của cái health status 2 so với cái uh, so với cái health status 1 là bao nhiêu là uh, 0.06 này này có nghĩa là nó chỉ để số 2 thôi có nghĩa là cái nhóm số 2 so với cái nhóm số 1 uh, rồi uh, um, sau đó thì cái standard error của cái lock con change đó là bao nhiêu uh, và cái uh, standard error và và tiếp theo nữa là cái uh, cái này là cái giá trị xét xuất thống kê Cái giá trị xét xuất mình nó tính toán uh, Dựa trên cái những cái mẫu của mình á, Thì nó là bao nhiêu để uh, Tức là cái giá trị tính toán này uh, Cho cái cho cái thằng Lock phone change này uh, Là bao nhiêu uh, Và nó sẽ tính ra được nhờ cái uh, Thông qua cái uh, statistical value Thì nó sẽ tính ra được cái b value cho mình uh, uh, Sorry, cái b value bên này uh, Cái cái value của cái heo status 2 so với cái heo status 1 um, rồi. Uh, nó sẽ có cái B value Và do mà là Lúc mà mình làm á, Thì mình sẽ có Nhiều cái test Cái test thứ nhất Là cái Về cái intercept đúng không Cái test thứ hai Là cái Health status Do đó thì uh, Nó cần có cái Được gọi là multi, uh, Multiple hypothesis testing Correction Thì um, Nó sẽ tính Từ cái B value này Nó sẽ tính cho mình Về cái Q value Là sau khi đã được Adjusted với uh, FDA rồi um, Thì sẽ được cái Q value như thế này Và Uh, tiếp theo nữa thì nó sẽ cho mình biết là cái kết quả là hai cái nhóm này nó có khác nó có khác biệt hay không uh, ví dụ như cái tắc sông một thì giữa cái heo status một và heo status hai uh, thì nó sẽ không có sự khác biệt còn về cái tắc sông số 2 cái hàng dưới đây là cái tắc sông số 2 thì nó sẽ có sự khác biệt uh, cái này là uh, nói về việc là một cái một cái tắc xong như vậy á nó có bị ảnh hưởng bởi cái sedo cao hay không? Tức là nếu mà một cái tắc xong mà mình đưa vào mà nó có bị ảnh hưởng bởi cái sedo cao thì chỗ này nó sẽ là trung. Ok. À, đó là về phân tích giữa so sánh giữa hai nhóm là health status 1 với health status 2. Thì uh, tiếp theo mình sẽ phân tích cái health status một uh, uh, 1, 2 và 3 chung luôn. ờ uh, qua được cái này là gần như gần xong rồi nó còn mấy cái khác đó thì nó chỉ là kiểu giống như nó cũng sẽ tương tự giống như vậy thôi nhưng mà cái kết quả nó sẽ khác à, chỉ khác một vài chỗ thôi thì à, đối với cái heo Status ba thì à, mình sau muốn so sánh là cái heo Status một hai và ba luôn cho đó là mình lấy cái dữ liệu liệu của mình sẽ lấy bao gồm cả cái ba cái heo Status này thôi chứ cũng không có gì khác hơn so với cái trên thì à, đối với à, khi mà chạy trên cái à, Anchor pc thì mình cũng đưa cái data của mình vào Đưa cái data vào thì bao gồm cả 3 nhóm heo test case 1 2 và 3 luôn. À, và ở đây cái chỗ bear why thì mình sẽ cho nó là true bởi vì là ở đây mình có tới 3 nhóm thì mình muốn so sánh là 1 và 2 và 1 và 3 và 2 và 3 là mình muốn so sánh theo từng cặp như vậy luôn thì chỗ này mình sẽ để là true. À, rồi cái kết quả thì ờ cái kết quả nó cho thấy là ví dụ như cái tắc xong, đây là cũng là cái tắc xong. Cái lock con change health status 2, uh, cái lock con change của health status 3. Cái này có nghĩa là cái lock con change uh, cái lock con change health status 2 này có nghĩa là cái lock con change của cái uh, status 2 so với cái status 1. Ờ uh, và cái số 3 này á cái health status 3 này á là của cái số 3 so với cái số 1. Uh, và cái lock on change của cái số uh, 3 so với cái số 2. Thì mình thấy là ờ uh, do mình sử dụng cái line-near regression model mà đúng không? Rồi xong rồi cái uh, cái log con change là uh, cái này cái số 2 này so với cái số 1 đúng không? Cái số 3 này so với cái số 1 do đó là cái số 1, số cái số 3 mà so với số 2 thì nó sẽ bằng nó sẽ bằng là cái số 3 uh, so với số 1 trừ cho cái số 3 so với cái số 2. Đây, mình có thấy hai cái số này trừ nhau thì nó ra được cái số này. Đây. Uh, rồi uh sau khi có cái lock change rồi thì nó cũng sẽ cho mình những cái giá trị tương tự với từng cái lock change này Nên thì nó cũng sẽ có cái standard error rồi nó cũng sẽ có cái giá trị uh, uh, statistical value uh, này nó sẽ có là cái standard error ha. nó cũng sẽ có là cái statistical value rồi nó cũng sẽ có một cái b value xem thử cái lock change đó nó có thực sự có ý nghĩa thống kê hay không À, rồi uh, sẽ có cái Q value là sau khi mà uh, correction cho cái uh, phone discovery ray và nó sẽ trả lời cho mình là ví dụ như là cái uh, uh, có sự khác biệt giữa cái health status một với health status 2 hay không rồi cái này là cái uh, so sánh giữa uh, có sự khác biệt giữa cái health status 3 với health status một uh, uh, hay không rồi. những cái số còn lại thì những cái cột này cũng tương tự như là cái trên Ừ, mình sẽ qua một cái nữa đó là cái uh, co co continuous covariate. Thì lúc nãy mình đi vào cái cái health status thì mình thấy là cái health status này nó nó gọi là cái categorical covariate có nghĩa là nó thuộc nhóm 1, nhóm 2 hoặc là nhóm 3 nó phân theo nhóm. Còn bây giờ mình có một cái uh, continuous nữa co ví dụ như là cholesterol level thì mình không biết là cái cholesterol level này nó có ảnh hưởng tới cái ở bến đền hay không ở bến đền của những cái con vi khuẩn hay không thì mình cũng có thể phân tích sử dụng cái ăncoPC này luôn uh, thì thay vì lúc nãy mình chọn cái cái data của mình uh, là mình chọn cái heo tế đúng không Bây giờ mình sẽ chọn là cái standard uh, cholesterol thì uh, uh, cũng đưa vào đây thì uh, thay vì cái fix uh, cái fix formula của mình bây giờ thì nó sẽ trở thành là cái hồi nãy là chỗ này là cái health status thì bây giờ mình sẽ đổi nó lại là cái standard cholesterol uh, và mình sẽ không có so sánh theo group nữa mà mình chỉ có cái công thức này thôi uh, không có so sánh dấu 1.2 gì hết cho nên mình sẽ bỏ cái khúc này uh, và mình cũng không, không có so sánh pairwise nữa cho nên mình cũng sẽ bỏ cái khúc này luôn rồi thì cái kết quả thì cho thấy là ví dụ như nó cũng sẽ có cái uh, có cái lock phone change cho mình theo cái standard error này luôn uh, sẽ có cái uh, lock phone change cho cái uh, standard cholesterol này cái này cái nước này có nghĩa là uh, trong ví dụ như thay uh, cái diễn giải cái ý nghĩa của cái standard cholesterol này có nghĩa là ví dụ như có một cái sự uh, thay đổi về cái mức cholesterol, log-fault change của cholesterol thay đổi một đơn vị, thì cái ở ảnh của cái tắc xa đó nó thay đổi là bao nhiêu đơn vị. Thì ví dụ này, nó sẽ thay đổi là 0.03 đơn vị. À, những cái chi tiết khác thì nó cũng vậy. Nó cũng sẽ, cái log-fault change này nó cũng sẽ có một cái là standard error, rồi có một cái gọi uh, 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 là statistical value đi kèm b-value. Rồi, um, yeah. Đó là khi mà phân tích cả uh, cái Uh, được gọi là uh, health status riêng hoặc là cái covariate riêng uh, tức là cái continuous uh, covariate riêng uh, tức là cái cholesterol uh, level riêng uh, so với cái health status bây giờ mình cũng có thể phân tích là cái health status này với lại cái cholesterol uh, level chung luôn một lượt thì vẫn được thì uh, cái uh, nếu mà mình chọn phân tích chung thì mình sẽ chọn hết cái data của mình vô luôn mình chọn những cái data nào liên quan, ví dụ như ở đây mình chọn cái cholesterol level và cái categorical variable là heo tế bào thì mình chọn hai cái cục này vô. Thì uh, uh, khi mà mình đưa vào cái ancombe BC á thì nó sẽ có một cái khác đó chính là cái chỗ mà fix formula. Thì bây giờ cái dây của mình á, cái cái mạng lưới và dây của mình nó khác rồi cho nên là mình sẽ uh, mình muốn uh, trên cái biến nào thì mình để ở chỗ này. Uh thì um, ở đây mình muốn là uh, phân tích theo cái cholesterol và phân tích theo cái healt uh, status cho nên mình sẽ để chỗ này là cái cholesterol và cái heo status uh, rồi thì cái kết quả nó cũng sẽ ra giống vậy và nó sẽ là kết quả chung uh, của uh, của hai cái ở trên gộp lại chung với nhau thì cái diễn dịch ra nó cũng sẽ tương tự giống như vậy rồi uh, à rồi rồi uh, đúng rồi đây Bây giờ mình coi thử một cái có một cái tắc xa ví dụ như cái tắc xa số 2 đi. Ví dụ như cái tắc xa số 2 ha thì mình thấy là uh, cái kết quả cho ra cho thấy là đây. Uh, nó sẽ có cái sự khác biệt giữa nhóm 2 và nhóm 3. Uh, nhóm 2, nhóm 2 và nhóm 1 đúng không? Rồi có sự khác biệt giữa nhóm 3 uh, và nhóm 1. Đó. thì uh, mình sẽ plot thử cái tắc xa tắc xong số 2 này thử xem như thế nào thì mình sẽ plot cái ở bến đền của cái tắc xong số 2 thì mình sẽ cũng chọn cái tắc xong số 2 ra tắc, uh, mình chọn cái tắc xong số 2 ra và mình chọn cái hen status của từng cái sample bộ uh, thì mình sẽ có một cái plot cái bar plot giống như thế này đây là cái ba block mà dựa trên cái heo uh, heo uh, và cái cao thì mình thấy là cái uh, uh, cái heo giấy một nó có cái cao rất là thấp cái heo status 2 nó có cái cao rất là thấp và cái heo status 3 thì nó có cái cao rất là nhiều do uh, đó là thấy nó cũng có sự khác biệt nhưng mà uh, khi mà so sánh thì mình cũng không có so sánh trực tiếp trên cái cao này mà mình sẽ sử dụng cái so sánh cái lốc uh, cái block tức là sau khi mà đã được Uh, biến đổi được correction cho cái cell volume khác nhau rồi đó, thì mình sẽ so sánh trên cái dạng lốc, uh, thì mình sẽ tách cái cái dạng lốc, tức là trên cái output lúc nãy, uh, trên cái anchor sẽ cho mình cái output là nó sẽ tính trên dựa trên cái uh, cái được gọi là cái lốc, cái lốc của cái cao, thì mình lấy cái lốc của cái cao đó mình lót thử, thì mình thấy là, uh, đây, cái lốc của cái cao đó mình lót thử thì mình thấy là cái giá trị lóc của từng nhóm ví dụ đây là heo status một hai ba đúng không thì cái giá trị lóc của từng nhóm thì nó sẽ khác nhau do đó là uh, thì mình thấy là có sự khác biệt và mình dùng cái t test để mình test thử uh, mình t test để mình test thử là giữa ba nhóm này nó có sự khác biệt hay không về cái lóc value này nó có sự khác biệt hay không thì mình thấy là nó cũng có sự khác biệt ví dụ như là ở đây thì cái nhóm 1 và nhóm 2 thì nó có cái uh, cái p value uh, cái p value này được dựa trên cái là t test cái t test mà cái um, uh, cái t test nhưng mà cái variance của nó không bằng nhau gọi gọi là cái uh, cái watt test. Uh, dựa trên cái wall cái t -wall, uh, gì? Wall t test. Um, thì cái p value là 0.98. Uh, cái này đã adjusted ờ uh, với method là uh, benjamin Hot luôn uh, Thì cái này là cái q value. Q value của mình thì thấy nó rất là thấp. Nghĩa đó là nó có sự khác biệt Ờ, các bạn có thể đọc các anh chị thì có thể đọc thêm cái uh, cái uh, cái này là cái phân của cái anh uh, công um, nói chung là nó sẽ có nhiều uh, nhiều cái lựa chọn khác nữa cho mình uh, Dạ phần trình bày của em tới đây là hết rồi cảm ơn chà có ai hỏi gì không mọi người Không ai hỏi gì hết hả? Có cần tôi phải hỏi mọi người lại không? Chắc để từ từ với mọi người nói lại Tại vì thấy cái này nó cũng nhiều cái Với lại nó nó cũng uh, giống như tích hợp của nhiều cái kiến thức trong trong một cái uh, function như thế này